Bây giờ trường hợp thứ tư chúng tôi sẽ làm cho các bạn này nhập khẩu. Nhập khẩu thì trong trường hợp nó cũng là khá nhiều các tình huống xảy ra các bạn nhé. Ở đây nó cũng lòng ngoằng lắm. Nhập khẩu thì trong cái trong hóa đơn nhập khẩu này, nhập khẩu thì có những loại thuế nào? Thuế nhập khẩu này, rồi thuế giá trị gia tăng này, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt này, rồi là phí thuế gọi là thuế môi trường. Tức là cái thuế môi trường thì nó đánh trên cái nhà nước đánh cái thuế trên các cái loại hàng hóa mà nó ảnh hưởng đến cái môi trường thì sẽ bị đánh thuế môi trường. Như vậy các bạn nhìn thấy là cho chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta vào mua hàng, chúng ta vào phần mua hàng. Ở đây chúng ta kích chuột phải ở giữa màn hình chọn thêm, hoặc các bạn ấn phím Ctrl N hay là chọn nút thêm ở trên góc nhé. Chúng ta ấn vào phím Ctrl N. Cái máy này cứ kêu tít tít rồi nghe mà buồn cười. Nghe lại cứ tưởng mình không mất lịch sự. Ấn phím kêu tít tít. Ở đây trên cái phiếu nhập thế này, chúng ta lưu ý một số cái quan trọng là: thứ nhất, chúng ta nhập mua đánh tích vào cái nút hàng mua nhập khẩu, tích vào cái nút này. Thì sau khi nó hiện lên cái nút này rồi, các bạn lưu ý tại sao cái này nó chậm mất mấy giây đúng không? Thực ra là khi tích vào cái nút hàng mua nhập khẩu thì nó bổ sung khá nhiều các cái thông tin liên quan, như là cái phần thuế phí này này. Nó thêm cả cái phần phí chi phí tính thuế nhập khẩu, rồi là thuế nhập khẩu nó thêm cái này vào nhiều, rồi là thuế tiêu thụ đặc biệt nữa. Thì có thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn tích vào đây, nó hiện thêm cột tiêu thụ đặc biệt cho các bạn đấy, thế ra thuế tiêu thụ đặc biệt. Thế thì bây giờ làm thế nào để cho nó ra luôn cái phí môi trường, cái thuế môi trường? Chúng ta kích chuột phải giữa màn hình chọn ẩn hiện cột. Các bạn đó, nhìn thấy không? Phần trăm thuế môi trường, tiền thuế môi trường, tiền thuế môi trường quy đổi, tài khoản thuế môi trường. Đấy, các bạn chọn nốt cho nó hiện ra luôn đi, thì các bạn làm cho nó dễ. Đúng không? Rồi, đã hiện ra đúng không? Đấy. Thực ra thì cái phần nhập khẩu nó cũng không có gì là phức tạp cả. Ở đây thì chúng ta nhập từ một cái công ty nước ngoài thì tôi lại chưa đưa cái tên công ty nước ngoài vào. Tôi cứ ví dụ lấy một cái công ty Việt Nam đấy nhá. Nhưng mà bản chất là phải là công ty của nước ngoài. Tên ví dụ như ông Thái Lan là ông Surami Tara gì đấy, tóm lại là cái công ty nào đấy đúng không? Chúng ta cứ chọn đại một công ty để làm cái thực hiện cái việc hạch toán của các bạn thôi. Ở đây còn phần nữa là còn cái phần này, chúng ta chọn ngoại tệ. Thế thì khi chúng ta chọn ngoại tệ thì nó sẽ hiện ra nhiều cột hơn nữa, là bao gồm cả cái tiền hàng và tiền hàng quy đổi nó đầy đủ. Đấy, cái đơn giá đô thì các bạn đánh theo cái đơn giá tại thời điểm các bạn nhập nhập kho. Thế thì sau này liên quan đến cái phần thanh toán ấy, các bạn nhìn thấy là cái hóa đơn về các bạn có hàng nhập kho, nhưng cái thời điểm thanh toán nhiều lần ấy có thể có cái phần chênh lệch giá hàng tồn kho, cái chênh lệch tỷ giá khi thanh toán, tỷ giá thanh toán nó chênh lệch tỷ giá thanh toán, thì các bạn nhớ là cái phần đấy các bạn hạch toán vào cái tài khoản. Nếu mà chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn thì các bạn đưa vào chi phí tài chính là 635 hoặc là 515 nhé. Cái phần chênh lệch cho các bạn ấy, các bạn đưa vào cái phần đấy và các bạn hạch toán cái phần đấy vào cái tài khoản 421 bao nhiêu nhỉ? Mình tự nhiên là mình quên đấy. Chênh lệch tỷ giá, chênh lệch tỷ giá là cái tài khoản nào tôi cũng tìm luôn cho các bạn này, các bạn đỡ phải 4 4 4 4 1 3 hay sao nhỉ? Ở đây chênh lệch tỷ giá đây, chênh lệch tỷ giá nhá, thì các bạn lưu ý nhá, ở đây 413 đúng không? Ở đây chúng ta sẽ nhập mua cái loại hàng hóa nào từ nước ngoài về, ví dụ như chúng ta nhập cái
cái hàng hóa 01 này đi. Đúng không? Chúng ta chọn là số lượng là chúng ta nhập, đã nhập về nước ngoài về thì nó phải lớn lớn tí đúng không? Đơn giá này là đơn giá đô các bạn nhé, đơn giá theo cái tiền này. Ví dụ như 12 đô thì nó ra là 249.000 một cái. Thế thì nó ra luôn cái tiền quy đổi cho các bạn, thành tiền bao nhiêu? Tiền đô này thành tiền quy đổi. Thế trường hợp nếu mà sai tiền quy đổi mà nhân ra nó có tỷ lệ mà nó khác thì các bạn có thể gõ lại ở đây là ok nhá. Thế thì chúng ta thực hiện như nào tiếp theo? Ở cái phần hóa đơn này, ok các bạn kê thuế nhá. Hóa đơn này tài khoản thuế là 333 nhá. Thế giá trị gia tăng hàm nhập khẩu. Loại này là đây hóa đơn giá trị gia tăng. Đấy. Số hóa đơn này này các bạn này, chưa hẳn là đã số hóa đơn theo hóa đơn giá trị gia tăng đâu. Có khi nó là theo cái tờ khai. Nhưng mà cái số tờ khai ấy, nó là lên hàng chục số, 15 số chẳng hạn. Các bạn gõ thêm vào bình thường nhá. Ở đây nhóm hàng hóa dịch vụ là dịch vụ số 1, chọn số 1 đi. Ok, mọi thông tin đều đầy đủ. Thế thì cái liên quan đến phần thuế và phí là nó liên quan đến này. Chi phí ở đây các bạn nhìn thấy là chi phí thuế nhập khẩu và chi phí trong nước. Những cái chi phí này các bạn được tính bằng tiền đô và dưới này nó sẽ quy đổi cho các bạn. Ở đây ví dụ tôi đánh vào đây là cái thuế nhập khẩu. Ví dụ ở đây là chi phí tính thuế nhập khẩu. À, chi phí tính thuế nhập khẩu là ở đây là bao nhiêu tiền? Thế là 249.600 đô. 249.000 249.600. Đấy. À đây cái này nó chi phí tính thuế không phải ở đây. Khoản nhập ở chỗ này, cái tiền tính thuế ở đây. Chi phí tính thuế là 249.600. Thì tiền quy đổi ra là như thế. Các bạn nhìn thấy thuế nhập khẩu là ví dụ như 10% thì nó ra cái tiền thuế cho các bạn. Thế tài khoản thuế nhập khẩu thì các bạn nhìn thấy không? Thuế nhập khẩu này. Rồi ok. Chọn tài khoản đầu 3 đúng không? Đó, tiền thuế giá trị gia tăng nó hiện ra ở đây, thuế quy đổi giá trị gia tăng. Rồi tài khoản đối ứng với tài khoản thuế giá trị gia tăng là tài khoản nào? Vì cái phần thuế này ấy, thì có khi nó là cái khoản tiền thuế thì ví dụ như ở đây chúng ta chọn 133 đi, nó là cái từ thuế được khấu trừ. Mặc nhiên tiền thuế này được khấu trừ các bạn nhé. Rồi chúng ta đến cái thuế môi trường. Cái thuế môi trường thì nó nằm sau cái thuế tiêu thụ đặc biệt nhé. Cái thuế môi trường là cái thuế đánh cuối cùng. Cái thuế cuối cùng các bạn lưu ý là cái thuế nó được đánh vào cái thuế cuối cùng, các chúng ta tích vào cái thuế tiêu thụ phần trăm, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tiền thuế, thuế tiêu thụ đặc biệt, tài khoản thuế tiêu thụ đặc biệt chúng ta tích vào. Cái này ấy, là nó tính theo cái phương pháp lũy tiến. À, cái này tôi nói rõ cho các bạn là tính theo phương pháp lũy tiến nhá bạn nhá, không phải là nó là ví dụ như tiền thuế môi trường nó đánh trên tổng toàn bộ cái tiền thuế đã tính rồi, tức là bao gồm cả thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Ở đây ví dụ thuế tiêu thụ đặc biệt là 15%, các bạn đã nhìn thấy có một sự khác biệt ở đây là cái tiền thuế lúc này là cái tiền thuế 15% đánh trên cái tổng tiền đã cộng cả thuế nhập khẩu. Tài khoản thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn tích vào đây, các bạn nhìn thấy thuế thu tiêu thụ đặc biệt này. Thế cái thuế môi trường là như nào? Cái thuế môi trường là cái thuế nó đánh phần trăm trên tổng cả tiền hàng, cả tiền thuế nhập khẩu, cả tiền thuế tiêu thụ đặc biệt. Chúng ta 10% chúng ta biết ngay này. Nó là 66.000 nhá. Đấy. Ok, chúng ta chọn tài khoản thuế bảo vệ môi trường. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta việc của chúng ta chỉ cần lưu chứng từ là chúng ta đã làm xong phần thuế nhập khẩu. Còn tất cả những loại liên quan đến cái vấn đề chênh lệch tỷ giá hạch toán, các bạn sử dụng cái chứng từ hạch toán vào tài khoản chênh lệch nhé khi thanh toán. Chúng
chúng ta lưu ý là chúng ta phải làm cẩn thận những cái phần này để làm sao mà khi lên ấy thì lưu ý các bạn là khi mà đánh chênh lệch tỷ giá thanh toán, nếu mà chúng ta có cái phần chênh lệch đấy chúng ta được hưởng lợi thì chúng ta sẽ hạch toán vào cái doanh thu 511 à 515 và 413, đồng thời là cái phần nếu mà chúng ta chịu thiệt thòi về phần đấy thì chúng ta sẽ hạch toán vào 635 các bạn nhé, đối với 413 chúng ta chọn lưu đi. Thế là chúng ta đã lập xong một cái chứng từ nhập khẩu. Thế ở đây chúng ta nhìn thấy là loại chứng từ thì chúng ta chưa nhìn thấy là cái thằng nào là nhập khẩu đâu. Và chúng ta thêm một cái loại nữa là thêm một cái cột nữa để các bạn nhìn biết là chứng từ nào là chứng từ nhập khẩu đúng không? Chúng ta cứ đưa vào đi cho nó dễ. Đâu nhỉ? Mua nhập khẩu đây các bạn tích vào đây. Thế nó hiện ra thêm cái cột là các bạn biết được là chứng từ nào được đánh dấu thì chứng từ đấy là mua nhập khẩu. Nha các bạn nha. Rồi ok. Thuế giá trị gia tăng các bạn có thể ấn thêm một cột nữa là thuế giá trị gia tăng quy đổi. Các bạn có thể nhìn thấy được rõ cái tiền quy đổi ra tiền thuế giá trị gia tăng ở đây. Nhìn thấy các bạn nhìn thấy không? Như vậy là ở đây chúng ta đã nhìn thấy được cái giá trị thực của cái tiền thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái nhập khẩu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.